Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là cái cụm chân sạc trên Nokia X6 hay còn tên gọi khác là Nokia 6.1 Plus đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Hiện tại rất là nhiều khách hàng gọi điện hỏi di động cao cấp.vn về cái dịch vụ thay mới cái cụm chân sạc cho Nokia X6 này. Thì di động cao cấp.vn luôn có sẵn cái cụm chân sạc của tất cả các dòng điện thoại Nokia nói chung và còn Nokia X6 nói riêng thay mới bị các bạn khi cần. Cái cấu tạo của chân sạc của Nokia X6 6.1 Plus là dạng tai C hai mặt như này. Nên việc nó lỗi hỏng là điều không phải tự dưng mà nó bị lỗi hỏng như thế đâu. Do cái hai mặt này, cái tiếp xúc các bạn thể ý. Cấu tạo của cái chân sạc Nokia X6, các bạn để ý các chân nó tiếp xúc với bảng main này, cái sắp ở phía dưới này, nó rất là mỏng. Nhưng khi chúng ta cắm sạc vào mà chúng ta cứ dây là tỷ lệ lỗi cực kỳ cao, cực kỳ nhiều. Tức là khi mà chúng ta cắm không dứt khoát hoặc là cắm dùng cái sạc nó không chuẩn thì làm cho cái chân nó bám vào trên bảng main này. Các bạn có thể nhìn thấy cái chân nó bám vào main rất là nhỏ này, 50 chân này, nó bị bong ra khỏi cái bảng main, cái bảng sắp này, làm cho máy không nhận được sạc hoặc là không kết nối được USB. Đó là cái nguyên nhân là vì như thế, cực kỳ hay lỗi luôn. Thì khi các bạn lỗi sạc cho Nokia X6 6.1 Plus thì các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới, khắc phục nhanh lỗi sự cố trên chân sạc Nokia X6 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 096 1234534. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.